Ngày 5 tháng 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Truyền hình Nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng của nghị quyết. Nghị quyết nêu rõ, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng tầm là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030 thủ đô hà nội là thành phố văn hiến văn minh hiện đại trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông hồng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước hội nhập quốc tế sâu rộng có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực tốc độ tăng trưởng grdp bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước grdp giai đoạn 2026 đến 2030 tăng 8,0 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của thủ đô, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, tập trung quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân thủ đô và cả nước về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ kinh tế và hội nhập quốc tế, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. Các cấp các ngành các địa phương trong cả nước, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần quán triệt sâu sắc nghị quyết, chủ động phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết, phối hợp với Thành ủy Hà Nội định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị cũng vừa ban hành quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 về luân chuyển cán bộ, truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của quy định này. Quy định gồm có 3 phần với 13 điều, trong đó nêu rõ công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là các cấp ủy tổ chức đảng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu bảo đảm tổng thể đồng bộ liên thông giữa các cấp cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch có phẩm chất năng lực và triển vọng phát triển mục đích yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ là nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của đảng về công tác cán bộ tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để gian luyện am hiểu thực tiễn phát triển toàn diện xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm chặt chẽ dân chủ khách quan công khai minh bạch công bằng không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu cục bộ khép kín có phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Phạm vi luân chuyển là luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác, giữa cơ quan, tổ chức cung cấp trong hệ thống chính trị. Đối tượng luân chuyển là cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, tranh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan, cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Quy định đã nêu rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển, chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển cán bộ theo quy định, đề xuất khen thưởng biểu dương đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức cá nhân vi phạm. Căn cứ quy định này, các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của tổ chức cơ quan đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với quy định này. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quy định số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Chiều nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tập thể lãnh đạo văn phòng Quốc hội đã được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, đồng thời chúc mừng cá nhân đồng chí Phạm Thái Hà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn tân phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội phạm thái hà tiếp tục phát huy sở trường năng lực kinh nghiệm công tác vận dụng đổi mới sáng tạo hơn nữa trong tham mưu phục vụ hoạt động của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và lãnh đạo quốc hội đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo văn phòng quốc hội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao